Xin chào các em. Trong chủ đề về hiện tượng quang điện hôm nay, thầy sẽ dẫn các em giải một thời đại học năm 2007. Đề bài như sau: lần lượt chiếu vào các tốt của một tế bào quang điện, các bức xạ điện từ gồm cả bức xạ có bức sóng 551 bằng 0,26 micromet và bức xạ thứ hai là có bức sóng là 52 bằng 1,2 lần 551. Thì tốc độ ban đầu cực đại của các electron quang điện với các ca tốt lần lượt là V1 và V2. V2 là bằng 0,75 lần lần V1. Giới hạn quang điện 50 của kim loại làm ca tốt là bao nhiêu? Thì bài này chúng ta áp dụng công thức là V0D max là bằng E chữ A ha. Thì từ đây triển khai thành MV1 bình V0M1 max á. Bình trái từ vị tròn này cho nó dễ tính HC chia lambda này. 1 từ cho HC chia lambda 0. Nếu áp dụng cho biểu cho bức xạ 2 thì chúng ta sẽ có bức xạ 2 là chuyển thành là 0,75 V1 bình thì nó sẽ như thế đó, thứ hai không phải đây là áp dụng cho bức xạ 2 0,75 bình nhân MV1 bình thứ hai, bởi vì V2 là bằng 0,75 V1 và bằng hạt C chia cho lambda 1 chia lambda 2 thì bằng 1,2 lần lambda 1 từ hạt C chia lambda 0. Thì hai biểu thức 1 và 2 này thì giống nhau, hạt C chia lambda 0 và chúng ta lấy 1 trừ 2, chúng ta sẽ có kết quả như sau. 1 trừ 2 thì bỏ hạt C chia lambda 0 thì chúng ta sẽ có M V1 bình chia 2 dưới mẫu 1 trừ cho 0,75 tất cả bình, xin lỗi, 0,75 bình bằng với hạt C đưa ra ngoài, 551 đưa ra ngoài, thì trong này còn lại là 1 trừ cho 1 trên 1 là 1,2. Tính toán cái số này ta sẽ có kết quả như sau: 1 trừ 0,75 bình là bằng 7/16. 16 nhân 2 là thêm 32. MV1 bình bằng HC chia lambda 1, chúng ta tính phân số này, 1 trừ cho 1 trên 1/2, kết quả là 1,6 là 1/6 HC chia lambda 1. Rồi vậy từ đây em muốn tìm M1 trên 2 sẽ bằng gì? Cái này là sai lầm, là nhân 2 chắc chắn cần đâu, để 16 nhân 2 như vậy. Để chúng ta rút ra được quan hệ giữa đưa MV1 bình á, trên 2 thành hạt C chia lambda 1 cho nó gọn, thì chúng ta thể thành phương trình một ẩn thành 1 trực 16 hạt C chia lambda 1 này. Rồi nhân nhịp đạo bên này 7/16, 7/16 nên nhịp đạo lên là 16/7 ha. Từ đó MV1 bình trên 2 thì bằng 16 67 2 là chia cho 42 thành HC chia lambda 1. Vậy thể cái này vào 1 để chúng ta ra kết luận cuối cùng. Biểu thức này gọi là sao đi, thể sao vào 1 chúng ta sẽ có 16/42 HC chia lambda 1 bằng HC chia lambda 1 trừ cho HC chia lambda 0. Vậy chúng ta chuyển về là HC chia lambda 0 bằng với HC chia lambda 1 trừ cho 16/42 HC chia lambda 1. HC chạm bỏ ở hai về ha. Vậy từ đó 1 trên 50 bằng 1 trên 51. Hôm nay là đưa 1 trên 51 ra ngoài, thì đây còn 1 trừ 16/42. Rồi, giờ bài toán này rất đơn giản để giải quyết thôi ha.
giờ cân thì chúng ta nhịp đạo hai về cũng được, nhịp đạo hai về 5-5-0 sẽ bằng 5-5-1. 5-5-1 chia cho 1 từ 16 phần 42, tổng thể số là 0,26 chia 1 từ cho 16 phần 42. Chúng ta sẽ có đáp án của bài như sau. Ở đây là để không gọi nhân 10 mũ từ 6 thì chúng ta sẽ dùng đơn vị micro hả? Rồi, để hay nhân để được cứ hiện trong đầu là phải được rồi. Đây là 1 trừ cho 16 phần 42. Kết quả là 0,42 nhân 10 trừ 6. Nếu các em cần nên nhân 10 mũ từ 6 vào đây thì chúng ta khỏi dùng micro. Một không để đẩy vô thì ta bấm ra là 10 mũ từ 6 đây, đến mm. Vậy thành 0,42 micromet và chúng ta chọn đáp án là C. Rồi, vậy xin chào tạm biệt các em. Đây là một bài biến đổi khá là phức tạp, đang thuộc dạng bài rất là khó nha. Đây là một phương pháp dài gọi rút gọn. Nếu mà đề tìm yêu cầu tìm cái 1 thì chúng ta phải thế số để tìm ra biểu thức sau này để suy ra cái 1. Rồi thế cũng được, nhưng cách đó khá dài. Nếu mà chúng ta suy ra V1 thì dài hơn như sau cách này nữa.